Dạ. Rồi. Chuyển qua con Winner 2018. Con này là tem sơn 3D. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người là về những con tay ga, rồi silicon, cũng như là có basic cho mọi người luôn. Đó, đợt này thì anh chuyển qua chơi chuyên dòng AB loại 215, 216, 217, 218 gì đó. Rồi Novo 6 cho mọi người luôn. Novo 6 này là về đợt này là được 3 con. Thì quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ tới cái địa chỉ là 343 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0961212185 nha quý anh chị và các bạn. Đó. Xe thì rất là nhiều, ở đây cũng có dịch vụ trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe là các bạn có thể mua xe được rồi. Ngoài ra thì cũng có xe số, xe khách đổi nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy basic hả? Rất là đẹp, Winner nữa. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá cho mọi người á. Đó, mình sẽ báo giá từ Novo cho mọi người. À, thôi, báo giá AB đi. Mình qua AB trước đi. Báo giá cho mọi người chi tiết từng con. Quý chị và các bạn nào mua thì các bạn cứ theo dõi cái địa chỉ và số điện thoại ở bên dưới nha các bạn. Rồi, cái con AB đầu tiên đây, muốn nói với quý chị và các bạn là một con AB đầu 2017 màu trắng nhân quý chị và các bạn. Đi bao nhiêu ngàn anh? Có chạy 11 ngàn này. 11 ngàn, biển số ở đâu anh? Biển số là 70 Tây Ninh. À, biển số 70 Tân Ninh. Đó, mọi người nào mà mình muốn mua thì mình cứ liên hệ mình mua. Con này giá nhiêu anh? Con này mình bán với giá 26.900 à. 26.900. Đúng rồi. Đó là chưa bao hồ sơ anh. Chưa bao hồ sơ. À, chưa bao hồ sơ nha các bạn. Các bạn nào muốn mua thì thêm bao nhiêu nữa là rút hồ sơ. Còn 500 tới 600 là rút hồ sơ, tại vì tùy vào mỗi nơi đó các bạn. Rồi, về con AB đen nhám, đây là một trong những cái con mà rất là hiếm hàng về đen nhám này. Đợt này nó về nè các bạn. Đó, 2015 mà dòng đen nhám này trước kia mẫu mới á, trước kia cái dòng AB này ra là mẫu này cũng là phiên bản mắc nhất này các bạn. Bây giờ đợt này, bữa nó có mấy con thì bán hết, đợt này nó lại về nữa nè. Con này biển số đâu anh? Con biển số là 83 thành phố Sóc Trăng. À, 83 Sóc Trăng. Đi bao nhiêu ngàn anh? Con nó chạy 9 ngàn rồi. À, 9 ngàn. 9 ngàn mấy, gần 10 ngàn rồi. Dạ. Giá nhiêu anh? Con này mình bán là 25 triệu 600 ngàn. À, 25 triệu 600. Rồi, mình chuyển qua con AB. Màu đen đi. Cũng màu đỏ đen. Màu này cũng rất là chuộng, rất là nhiều người thích đi. Đó. Màu đen 215 luôn. 215. Con mình mới lục keo chứ bạn. À, con này mới lục keo nên nhìn nó rất là bóng. Đó. Này, biển số đâu anh? Con này biển số là... Con này biển số 67, An Giang. 67 An Giang. Giá của nó là... 23 triệu 700. Rồi, con màu đen xám nha các bạn. Đó, con này cũng là cợp á, con này đi hai gương hai chìa khóa đầy đủ hết. À, con này đi mấy ngàn anh? Nó chạy 6 ngàn à? 6 ngàn. Đó. Mới lắm. Tại tối này các bạn nhìn thấy rồi. Giá con này là con này mình bán ra là 28 triệu 800 anh, 28 triệu 700 nhân vàng. Dạ. Rồi tiếp theo là một con màu cam đen nha mọi người. 215. Đó, con này là số 60 đúng ai, con này bán là 24 triệu 300. 24 triệu 300 anh. Rồi qua Nô 6 nha mọi người. Nô 6 hiện tại có 3 con. Nô 6 rất là đẹp luôn, con này xanh GB này. Con này biển số đâu anh? Con biển số Sóc Trăng. À, biển số Sóc Trăng. Đó. Bán giá là 16 triệu 700. À, 16 triệu 700. Đó. Đó, quý chị và các bạn nhìn đi. Chuyên tay ga mà. Chuyên tay ga dạo này chơi qua dòng này. Dòng này cũng một ra trong những dòng mà rất là nhiều anh em chuộng. 16 giờ hiếm lắm. 16 triệu 700. Rồi, qua con này là cũng Nô 6 này. Nô 6. Sóc Trăng. Đó, con này là mình bán là 16 triệu 700. 16 triệu 700 luôn á? Giống con AB. Đó. Rồi, tiếp theo là con trắng đen này. Trắng đen. Rẻ tí này. Trắng xanh. Có chày tí.
chạy tí xíu nữa thế này. Tôi bán 16 triệu 300 thôi. À, 16 triệu 300. Đó. Đó, 16 triệu 300 cho em nô này. Như vậy là ba con nô là 16 triệu 300, 16 triệu 700 và 16 triệu 700. Đó, quý anh chị và các bạn nhìn đây, rất là đẹp. Rồi mình chuyển qua lô mới kinh cho mọi người á. À, sánh mình vô mình giới thiệu luôn basic đi cho cùng dòng. Rồi quý anh chị và các bạn, đây là con basic màu đỏ này. Màu đỏ 212. 212. Đó. Con này chạy 27 ngàn. Biển số đâu anh? Con này biển số 36 22 ngàn. Giá là con này chạy mình bán là 21 triệu 500 ạ. 21 triệu 500 ạ. À. Rồi, con bên này màu đen nhám này là biển số đâu anh? 38. 38 à? Đúng rồi. Hàng này mới về nhìn đẹp cực kỳ luôn. Đó các bạn nhìn đi. AB này là basic này là mấy anh chị và các bạn nào mà lớn lớn tuổi á, mấy chú lớn lớn tuổi thì mua con này đi sướng. Con này là FI luôn rồi đúng không? FI cả bà, hai FI hết á. FI hết. Ờ. Con này là giá là? Con này 30 triệu 500 ngàn. 30 triệu 500. Đó. Con dạ. Rồi. Chuyển qua con Winner 218. Con này là tem sơn 3D. Bán với giá là 25 triệu 500 ngàn. 25 triệu 500. Rồi. Mình qua màu đỏ đen. Đỏ đen 27 đi. 27 mình bán với giá là 24 triệu 500. À 24 triệu 500 thôi. Đó. Rồi. Quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì liên hệ tới địa chỉ là 343 đường Lý Thường Kiệt, chị An mình vô. Số điện thoại là 0961212185 nha các bạn. Đó, cửa hàng Hưng Phát. Rồi, qua cái ad bên này đi. Bên này. Qua này là xe cà phê đi. Bên này lúc em trả 26 triệu 500 ngàn à? À, 26 triệu 500, 27. Đó. Rồi, còn bên này anh? Có bên này cũng 26 triệu 500 ngàn. À, 26 triệu 500 ngàn. Đó. Đây là con đèn mới kinh này. Mình bán 31 triệu bao sơ. 31 triệu bao sơ luôn á. Con bên này biển số đâu anh? Con biển số là 62 Long An. 62 Long An. Con này biển số 95 Hậu Giang. À, 95 Hậu Giang. Con này là gồm 27 bán 27 triệu. 27 bán 27 triệu. Đó, con chẳng 17 ngàn. Cái tướng lắm. Con này là phiên bản kỷ niệm mà đúng không? Bản kỷ niệm. Bản đặc biệt này chứ. Đó. Của rồi tiếp theo thì mình sẽ quay máy em acting bên này nữa cho quý anh chị á. Có ẹt 29 sẵn ẹt mình qua ẹt 29 luôn này. Đây, đây là con ẹt 29. Ẹt 29 mình bán là 31 triệu bao sơ đây. 31 triệu bao sơ. Mới giảm cho giảm cô. Biển số đâu anh? Con biển số là 36 Thanh Hóa. 36 Thanh Hóa. Đi bao nhiêu ngàn nữa? Con này chạy 9.000 mấy rồi mình ạ. Đó. Rồi. Qua MX King. 28 đi. 28 hả? Ừ. 27 28. Con này cuối 27 28 gì đó. Con này giá nhiêu anh? Mình bán là 31 triệu bao sơ hết. 31 triệu bao sơ nhưng mà biển ở đâu vậy? Con này biển số 68. 68. Con bên này anh? Con này là 71. 71 cũng là 31 triệu. Đúng rồi. 31 triệu mấy trăm? 31 triệu 500 ngàn. À 500 bao sơ luôn. Đó. Con bên này cũng 31 triệu 500 luôn à. Biển số con thì số Đồng Nai. Đồng Nai. Đó. Rồi, cuối cùng là con quay RSX. Bữa có con màu đỏ cũng bán rồi. Con này màu xanh 218. Hàng mới về đi 9.000 coi thôi. Giá con này là 14 triệu 900. À, 14 triệu 900 là có xe. Đẹp lắm. Dạ. Con này đi 9.000. Đó. FI chứ bạn. À, FI luôn. Đó. Mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn những dòng xe ở đây. Mọi người nào muốn mua thì các bạn cứ đến liên hệ mua, cái số điện thoại là 0961212185 nha các bạn. Đó. Xe thì rất là nhiều cho mọi người lựa chọn luôn, có trả góp luôn. Các bạn chỉ cần chuẩn bị là tầm 30% nhưng mà xe tầm 2 mấy triệu trả tầm 6-7 triệu à. 6-7 triệu à. Đó. Ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video đó. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ để ủng hộ mình á.